2 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 6, điểm hẹn Signal Iduna Park, binh đoàn xe tăng Đức xuất trận đối diện với dàn hỏa lực đến từ chú lính chì Đan Mạch. Vòng 1/8 Euro 2024 khai màn và mọi sai lầm đều phải trả giá. Lợi thế sân nhà cùng phong độ hủy diệt gần đây là cơ sở vững chắc cho thầy trò Nagelsmann mơ về lần thứ tư đăng quang. Nhưng Đan Mạch sẽ là liều thuốc thử cực mạnh cho tham vọng người Đức. Trước giờ bóng lăn, hãy cùng tôi, huấn luyện viên Mai Anh Tài đánh giá tương quan lực lượng, những yếu tố trong lẫn ngoài sân cỏ của cả hai đội để tác động đến kết quả của trận đấu này. Các bạn đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nhé. Trong suốt lịch sử, Đan Mạch và Đức đã gặp nhau tổng cộng 3 lần tại các vòng chung kết Euro và Die Mannschaft đã có được 2 thắng lợi, chỉ để thua một trận đấu duy nhất. Nhưng cái đáng thay, thất bại duy nhất của những cỗ xe tăng trước đội bóng Bắc Âu lại là trận chung kết Euro năm 1992. Không chỉ vậy, Signal Iduna Park chính là nơi gợi lại nỗi buồn cho người hâm mộ bóng đá Đức khi chính tại thánh địa này họ đã phơi áo trước Italia trong trận bán kết World Cup năm 2006, giải đấu mà họ là nước chủ nhà. Phong độ trong trận đấu cuối cùng vòng bảng cũng dấy lên những lo ngại dành cho đoàn quân Nagelsmann khi họ tỏ ra khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức đầy kỷ luật của Thụy Sĩ. Chiến lược gia 36 tuổi cũng sẽ phải gặp vô vàn khó khăn không nhỏ về mặt lực lượng khi Jonathan Tah sẽ vắng mặt do nhận đủ 2 thẻ vàng. Còn Rudiger vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân vào rạng sáng chủ nhật do vấn đề về cơ bắp. Những cỗ xe tăng đã giữ nguyên đội hình xuất phát trong suốt 3 trận đấu vòng bảng và giờ đây họ sẽ phải xoay chuyển đội hình ngay trong trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Đại bàng Sjogren mang tới Euro 5 trung vệ gồm Rudiger, Jonathan Tah, Slotterbeck, Wadama Anton và Robin Koch. Trong đó mới chỉ có 3 cái tên đầu tiên được sử dụng. Trung vệ của Dortmund, Slotterbeck, gần như chắc chắn có một vị trí trong hàng phòng ngự. Nhưng ai đã cặp với anh sẽ là một bài toán khó. Cả Anton và Koch đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Phương án khả dĩ hơn là kéo Emre Can xuống đá cặp cùng Slotterbeck. Tuy vậy, cầu thủ 30 tuổi sẽ cần phải cực kỳ cảnh giác trước Win và Højlund, những tiền đạo có khả năng tì đè cực kỳ ấn tượng của Đan Mạch. Vị trí tiền đạo chủ lực của Die Mannschaft cũng đang gây ra nhiều tranh cãi khi tờ Mail Sport đã lấy ý kiến của 140.000 khán giả cho câu hỏi Kai Havertz hay là Füllkrug nên được xuất phát từ đầu. Trong đó có tới 90% ý kiến ủng hộ cầu thủ của Dortmund khi có mặt trong đội hình ra sân của đại bàng Sjogren trận đấu tới. Tuy vậy, sau khi Füllkrug đóng vai trò cứu tinh cho đội chủ nhà trước Thụy Sĩ, huấn luyện viên Nagelsmann cũng đã chia sẻ. Niklas Füllkrug lại ghi bàn, một pha lập công đẹp, anh ấy rất quan trọng đối với chúng tôi. Đội tuyển Đức rất vui khi có một cầu thủ như vậy, để tôi có thể đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Có lẽ chiến lược gia 36 tuổi vẫn tin tưởng sự linh hoạt của bộ ba Kai Havertz và Florian Wirtz hơn là một số 9 cổ điển mạnh mẽ như là Füllkrug. Vậy nhưng khi thi đấu tại Signal Iduna Park, thánh địa nơi cầu thủ ma số 9 vẫn ra sân hàng tuần, không loại trừ khả năng Nagelsmann sẽ chiều lòng hâm mộ nước nhà. Về mặt chiến thuật, việc Füllkrug xuất phát ngay từ đầu trước Đan Mạch cũng là một phương án hiệu quả để đối đầu với hàng phòng ngự đầy cơ bắp của những chú lính chì. Tiền đạo đang thi đấu cho Dortmund có thể thu hút sự chú ý cũng như làm tường cho những Musiala hay là Florian Wirtz tỏa sáng. Tất nhiên, nói về tuyển Đức hiện tại, không thể bỏ qua bộ đôi sao trẻ 21 tuổi Musiala và Florian Wirtz. Cả hai đều sở hữu phẩm chất kỹ thuật hoàn hảo, khả năng dứt điểm đa dạng. Với phong độ tệ hại của Leroy Sané mỗi khi vào sân từ băng ghế dự bị, còn Thomas Müller đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ. Die Mannschaft sẽ rất cần bộ đôi này có thể bứt phá từ tiềm năng lên tầm cỡ ngôi sao. Những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đều bứt phá khi đội bóng cần họ nhất. Vòng loại trực tiếp tại giải đấu lớn như Euro sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho Musiala và Florian Wirtz đạt đến tầm cao mới và quan trọng hơn là tấm vé đi tiếp cho người Đức tại nhánh đấu cực kỳ khó khăn năm nay. Đội hình tối ưu nhất của tuyển Đức trong trận đấu sắp tới là Manuel Neuer trong khung gỗ, Emre Can và Slotterbeck sẽ là cặp đôi trung vệ, trong khi hai cánh được chấn giữ bởi Joshua Kimmich và Raum. Toni Kroos vẫn sẽ là linh hồn nơi tuyến giữa của cỗ xe tăng, bên cạnh sự bảo hộ của Andrić, trong khi đội trưởng Gundogan sẽ đóng vai trò cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng công tuyển Đức. Với sự tin tưởng của Nagelsmann, Kai Havertz vẫn sẽ là cái tên xuất phát từ đầu ở vị trí tiền đạo cắm, với sự hỗ trợ của Florian Wirtz và Musiala. Đan Mạch đã giành được vị trí thứ hai bảng C một cách may mắn với thành tích đối đầu ở vòng loại Euro cao hơn. Tuy vậy, đừng quên những chú lính chì cũng đang bất bại tại Euro năm nay và cũng đã vào tới bán kết của kỳ Euro gần nhất. Đoàn quân của huấn luyện viên Hunman có thể tấn công không quá sắc bén, nhưng với dòng máu Viking của bán đảo Scandinavia, họ luôn thể hiện sự mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu bền bỉ trong từng trận đấu.
Trận hòa của Thụy Sĩ trước người Đức cũng đã tiếp thêm sự tự tin rất nhiều cho Đan Mạch khi trung vệ Yannick Vestergaard đã chia sẻ với báo giới rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tôi nghĩ Thụy Sĩ vừa cho thấy điều đó. Đức là tập thể mạnh nhưng cũng có nhiều điểm yếu và dễ bị tổn thương. Không chỉ các cầu thủ mà huấn luyện viên Kasper Hoolman cũng cực kỳ lạc quan trước cơ hội đi tiếp của những chú lính chỉ. Ông đã chia sẻ trước báo giới, gặp Đức ở Dortmund là điều không thể tuyệt vời hơn. Đức rất mạnh, nhưng Đan Mạch cũng là tập thể tuyệt vời. Khi gặp những đội mạnh, chúng tôi luôn thể hiện rất tốt. Rõ ràng Đan Mạch có những cơ sở vững chãi để tự tin khi họ đã tiến tới Euro với thành tích đứng đầu ở vòng loại. Trong lần đụng độ gần nhất của cả hai đội, nhưng cô xe tăng cũng chỉ có thể chia điểm với đại diện Bắc Âu. Phong độ cao của hàng tiền vệ sẽ là điểm tựa cho những chiến binh bán đảo Scandinavia, tạo nên cơn địa chấn lớn nhất giải đấu cho tới thời điểm hiện tại. Eriksen và Højbjerg như hồi xuân khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia, trong khi Morten Hoolman đang là ngôi sao mới nổi tại Euro năm nay. Ngay sau những màn trình diễn chất lượng tại vòng bảng, cầu thủ đang khoác Sporting Lisbon đã trở thành cái tên hot trên thị trường chuyển nhượng. Phong cách chơi bóng đầy mạnh mẽ, máu lửa và cơ động của Hoolman là chiếc chìa khóa mở ra thế trận dành cho Đan Mạch. Rất có thể tiền vệ 25 tuổi sẽ được cắt cử để theo kèm sát sao với Toni Kroos. Thụy Sĩ đã thành công khóa chặt khả năng điều phối của tiền vệ Real Madrid khi cắt cử Rieder theo kèm 1-1 với số 8 của tuyển Đức. Không loại trừ khả năng những chú lính chỉ sẽ làm điều tương tự trong trận cầu sắp tới. Tuy vậy, Đan Mạch không phải là không có điểm yếu. Hàng công của đội bóng này đang hoạt động không hiệu quả khi những Rasmus Højlund, Wynn hay là Poulsen đang chưa thể nổ súng. Các ba tiền đạo trên hàng công của những chú lính chỉ đều có thể hình vượt trội, khả năng cản lướt nhưng hiệu quả đầu ra vẫn là một dấu hỏi lớn. Khi đối mặt với những đội tuyển có trình độ tốt như là Đức, việc chắt chiu mọi cơ hội sẽ là nhiệm vụ bắt buộc nếu những chú lính chỉ muốn tạo nên địa chấn ngay tại nước Đức. Đội hình ra sân mạnh nhất hiện tại của huấn luyện viên Kasper Hoolman sẽ gồm có thủ thành kỳ cựu Kasper Schmeichel. Phía trên là bộ ba trung vệ Andersen, Vestergaard và Andreas Christensen. Tuyến giữa của Đan Mạch là sự kết hợp ăn ý của bộ ba Højbjerg, Hoolman và Eriksen. Trong khi đó ở phía cánh trái, Malle sẽ được tin tưởng thay vì Christensen, còn quá non kinh nghiệm ở một giải đấu lớn. Còn cánh phải là sự hiện diện của Alexander Bach. Hai cái tên trên hàng công vẫn là hai cầu thủ đầy sức mạnh, Rasmus Højlund và Jonas Wind. Sân khấu Signal Iduna Park đã sẵn sàng sáng đèn. Cuộc đại chiến giữa họng súng của những chú lính chỉ cùng đạn pháo của binh đoàn xe tăng sẽ là tâm điểm chú ý của cả châu Âu. Với cá nhân tôi, một cơn địa chấn sẽ được tạo ra bởi Đan Mạch khi họ đang sở hữu đội hình đầy bản lĩnh, chinh chiến cùng với đó là tinh thần chiến đấu bền bỉ của những người Viking. Tuy vậy, tuyển Đức đang sở hữu một đội hình cực kỳ chất lượng và sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả nước nhà. Trận đấu rạng sáng Chủ nhật tới hứa hẹn sẽ là một trong những cuộc đụng độ cân tài nhất tại vòng 1/8 Euro 2024. Với các bạn đang có những dự đoán nào cho màn tái hiện chung kết Euro năm 92 sắp tới? Liệu những chú lính chì sẽ viết nên câu chuyện cổ tích? Hay đại bàng Sjöngren sẽ thị uy sức mạnh? Hãy cùng comment để thảo luận ở bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!